Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu bán cái mã bóng đèn LED H4 nha cô chú anh chị. Thì em đang bán cái này là bóng đèn LED chính hãng cô chú chị, chính hãng này an tâm xài một cái bóng rất là bền. Thứ nhất là nó sẽ được chịu được nhiệt độ do người ta bấm chì rồi những cái bản mạch rất là kỹ. Thì trên thị trường có rất nhiều là hàng nhái nha cô chú anh chị. Còn mình bán hàng chính hãng lại không có bảo hành, nhưng mà cô chú an tâm, mình làm cái nghề của mình chưa có bảo hành cái nào và anh em thợ cũng lấy rất là nhiều. Không có hư hao gì cô chú anh chị, hàng chính hãng cô chú anh chị, lúc nào cũng là chất hết. Thì cô chú anh chị mua cho mình cái bóng chính hãng, đặc biệt là không có đụng vô đường dây điện của mình. Cô chú anh chị hôm nay mình gặp rất là nhiều ca tự ý đụng vô đường dây điện của mình hoặc là chuyển đổi hệ thống sạc của mình rất là nhiều. Thì công suất này vừa phải nè, công suất này chỉ có 5-10.5W thôi là nó sáng rất là sáng nha cô chú anh chị. Đây là công suất thực thụ mà cái hãng chính hãng nó ghi. Còn chứ không phải như Trung Quốc, thí dụ như 5-6W người ta ghi lên 25-35W nha cô chú anh chị. Cái đó là thật, công suất thật của người ta, người ta không bao giờ giấu giếm cái công suất thật. Thì đây mình đã đấu vô chiếc cái pha đèn của QRS nè. Thì đặc biệt cái bóng đèn này xài được điện máy, điện bình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhắc lại, không được đụng vô đường dây điện của mình. Nếu không biết gì điện mình chỉ cắm vô là nó chạy thôi, nó tự động nó chạy nha cô chú anh chị, nó tự động nhận diện nó chạy. Thì hôm nay mình cũng đã gắn sẵn rồi nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ test bằng bình ắc quy, nghĩa là nó sẽ chạy được bình điện máy, điện bình, bình ắc quy gì nó chạy được hết nha cô chú anh chị. Nó tự động, nó khôn lắm, nó nhận biết luôn nha cô chú anh chị. Đồ của Đức nó khôn lắm, nó tự chạy và nó tự biết bền luôn nha cô chú anh chị, nên an tâm. Thì gắn như zin nè, thì cái nắp chụp cua cao su đây mình chụp lại được luôn. Thì đây mình lụm cái pha lại mình test cho cô chú anh chị. Thì những cái ba chân như nè, đây là âm nè, âm là màu xanh lá nè. Rồi đây là cô chú anh chị, thí dụ như mua mà sai cái chui thì mình chỉ cho cô chú anh chị điếm cái chân. Chân này là âm nè, chân trên này là cót nè, chân bên phải là pha nè. Mình đã cắm vô rồi, mình cắm nha cô chú anh chị. Nó cắm đúng chiều cho mình. Đây. Nó cô chú anh chị thấy nè, rất là sáng. Đây. Rất là sáng nha cô chú anh chị. Đây là đó, cô chú anh chị thấy nè. Mình gán để cho nó ngay cái đã cô chú anh chị. Không có gì dính hết các bạn. Ok, đây đi. Đây là code nha các bạn. Code này. Mình sẽ để lên pha cái nha các bạn. Không có ai dính bóng hết các bạn. Tôi gán để qua đây. Đây. Đây là code nha các bạn, code nè. Code các bạn thấy nè, code nè. Và mình kéo cái tay lên mình pha nè. Pha nè các bạn, pha nè. Thì nó khít với nhau luôn nha các bạn, nó khít gịch với nhau và nó sáng, các bạn thấy nó sáng khủng khiếp không? Nó sáng tuy là chỉ có bao nhiêu watt đó thôi, nó tiết kiệm điện cho cái hệ thống xe mình, nó giảm tải cho đường điện rất là tốt. Đặc biệt là nó không nóng cái pha đèn, nó không có dợp cái pha đèn của các bạn khi bạn đi mưa mà phủ áo mưa nha. Đó, đây nè. Đó, các bạn thấy mình đã pha code nó nhịp với nhau nè. Rất là bền nha các bạn, an tâm đi, một cái điều bền, cực kỳ là bền. Thì hôm nay mình có đi đơn nha các bạn, chỉ có 150.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bạn mua 10 bóng, 5-6 bóng các bạn rủ anh em mình mua thì nó lợi hơn, tại vì một bóng mà ship tỉnh cũng 30 mà 10 bóng ship tỉnh cũng 30 nha các bạn.